hai sinh viên Trung Quốc đã bị một tài xế ở Malaysia hành hung chỉ vì lỡ đóng cửa ô tô quá mạnh. Won, sinh viên quốc tế 22 tuổi người Hà Bắc, Trung Quốc, theo học Đại học Putra Malaysia được 3 năm. Theo trang China Press, Won cùng một bạn nữ khác đi du lịch 2 ngày tới Koh Tan, bang Pahang, hồi giữa tháng 12. Sau khi tham quan tháp Koh Tan 188, hai cô gái quyết định bắt xe Grab quay lại khách sạn để lấy hành lý. Ngay sau khi họ vừa bước ra khỏi xe, tài xế bất ngờ tấn công bằng một giá đỡ ba chân. Vụ tấn công đó khiến Won gãy ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải. Hai cô gái lo sợ tài xế sẽ quay lại tấn công họ lần nữa. Do đó, cả hai quyết định bắt xe buýt trở về Kuala Lumpur ngay. Về đến nơi, Won đến bệnh viện Tung Sin để kiểm tra chấn thương. Won cho biết đây là lần đầu tiên cô bị tấn công kể từ khi đến Malaysia. Cô cho rằng nguyên nhân có thể vì cô đóng cửa xe quá mạnh. Sau khi bị khiếu nại về vụ hành hung, Grab Malaysia thông báo tới Won đã khóa tài khoản của người tấn công cô và bạn. Nhưng vụ việc không dừng lại ở đó. Chỉ 10 phút sau, Won nhận được một cuộc gọi được cho là từ tài xế đang tức giận. Nghị sĩ Terantum Simchon Siang, người đã giúp Won nộp báo cáo cho cảnh sát, nói rằng chính quyền bang Pahang sẽ thanh toán các hóa đơn y tế của cô gái. Ông cũng kêu gọi cảnh sát đưa vụ việc ra trước công lý càng sớm càng tốt.